Đặc điểm nước ta là một nước nông nghiệp, cây chủ lực và truyền thống là cây lúa. Những năm gần đây, sản lượng và chất lượng lúa gạo đã được cải thiện rõ rệt. Các bộ giống mới năng suất và chất lượng cao đã được đưa vào sản xuất. Với trình độ thâm canh của người sản xuất ngày càng tiên tiến, đã đưa mặt hàng lúa gạo của nước ta có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong quá trình phát triển, sâu bệnh là hai yếu tố nguy hiểm và quan trọng nhất gây hại cho cây lúa. Vì vậy, việc bảo vệ cây trồng, hạn chế tác hại của sâu bệnh sẽ mang lại những vụ mùa bội thu. Hiện nay, các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt ngày càng được trồng phổ biến, thì công tác bảo vệ thực vật cần phải chú trọng nhiều hơn nữa. Bởi sâu bệnh không chỉ làm giảm năng suất mà còn ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nông sản. Thưa quý vị, thưa bà con, trong sản xuất nông nghiệp, yếu tố thời tiết, khí hậu sẽ ảnh hưởng lớn đến thu hoạch của bà con nông dân. Hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi đang có mặt tại tỉnh Hải Dương. Bên cạnh tôi là kỹ sư Phạm Đình Hòa, cán bộ của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Hải Dương. Thưa anh Hòa, hôm nay có bà con nông dân cùng ngồi đây, chúng ta cùng trao đổi trò chuyện về vấn đề sâu và bệnh hại lúa mùa như thế nào. Trước tiên, xin anh giới thiệu cho biết là tình hình sản xuất lúa mùa năm nay thì có những hiện tượng sâu bệnh gì đáng lưu ý với bà con nông dân ạ? Kính thưa quý vị và bà con, hiện nay lúa mùa đang ở giai đoạn sinh trưởng cuối cùng. Trà mùa sớm đang chỗ bông và đông sữa, trà mùa trung đang có đồng đến đồng già, trà mùa muộn đang cuối đẻ đến đứng cái. Thời tiết rất thuận lợi cho lúa mùa sinh trưởng và phát triển, hứa hẹn một cái vụ mùa nhiều thắng lợi. Trong khi đó thì hiện tại có một số đối tượng thiệt hại đang phát sinh gây hại và có nguy cơ gây hại trên diện rộng, như là sâu thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu dày lưng trắng, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, bệnh nấm hạt và bệnh khô vằn và chuột. Đấy là những đối tượng mà có nguy cơ gây hại rất là nghiêm trọng cho cái lúa thừa vụ. Xin cảm ơn anh. Thưa anh, với tình hình sâu bệnh có thể xảy ra từ nay đến cuối vụ thì xin anh giới thiệu cụ thể một vài loại sâu bệnh hại lúa mùa từ nay đến cuối vụ như thế nào? Các bác chị ạ, từ nay đến cuối vụ thì báo cáo chị là đối với cây lúa thì là một số đối tượng hiện nay đang gây hại và sẽ gây hại rất là nặng trong cái giai đoạn đầu tháng 9 này, khi lúa bắt đầu chỗ trên diện rộng. Thứ nhất là cái sâu đục thân lúa bướm hai chấm. Đây là hiện tượng mà sâu thân lúa chấm mà gây bông bạc cho cây lúa này. Đây là một đối tượng mà đã gây hại cho cây lúa nhiều năm nay, và cứ nhất là giai đoạn mà lúa đồng đến chỗ và sâu làm cho cái bông lúa bị bạc này, và những cái giai đoạn mà lúa đang có đồng thì làm cho cái lúa ung đồng, con sâu non nó đục vào cái thân cây lúa này và nó cắn đứt cái điểm sinh trưởng gây cho hiện tượng bông bạc. Hiện nay thì cái sâu lứa 4 đang gây hại đại trà trên các trà lúa thì là đang gây bông bạc cho cái trà lúa sớm và gây ung đồng cho trà lúa trung và gây rảy héo cho trà lúa muộn. Hiện tại thì cái mật độ trứng trên đồng ruộng vẫn còn khoảng 0,1 đến 0,3 ổ trên 1 mét vuông, cũng đủ để gây một cái tỷ lệ bông bạc rất cao cho cái lúa. Thế thì lúa tới thì sâu sẽ gây hại từ trung tuần tháng 9 trên cái lúa mùa đại trà và gây hại nặng cho cái lúa mùa muộn vào cuối tháng 9, 10. Thế thì bà con, khi bà con mà kiểm tra đồng ruộng ấy, thấy trên cái lá lúa này có những cái ổ trứng sâu mà nó nhỏ như một hạt đậu tương ấy, và cái phủ nó đông màu vàng, đấy là ổ trứng sâu thân, và với cái mật độ cứ 3 mét vuông có một ổ trứng là bà con có thể sử dụng thuốc được rồi. Thưa anh, với loại sâu đục thân thì anh giới thiệu về là cách phòng trị sâu đục thân như thế nào ạ? Các bác chị ạ, thì đối với thuốc trừ thân thì nay có rất nhiều loại. Các thuốc như là nhóm fipronilin như là Higan, Rigan, Riga và
các thuốc như là diazan, các thuốc như là xin sau đều có thể trừ được. Và tôi xin giới thiệu cụ thể, đây là một loại thuốc diazan 10H, tức dạng hạt. Thì thuốc này là có tác dụng là phòng và trừ sâu thân rất tốt. Thì với cái lượng là 0,7 kg trên một xào, bà con trước khi dùng, bà con cắt ra và trộn với khoảng 3-5 kg cát, trộn đều lên và rắc cho một xào trước khi nấu chỗ. Và chú ý là khi trộn đều và rắc giả đều trên một xào bắc bộ, và trong khi rắc là cái ruộng phải có nước để bảo đảm cho cái thuốc lưu dẫn trên cây lúa tốt. Theo hướng dẫn của chuyên gia kỹ thuật, khi lúa bị sâu đục thân hại, bà con sử dụng thuốc di gân, di gan để phòng trừ, phun cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Với thuốc diazan 10H dạng hạt, bà con sử dụng 0,7 kg thuốc, trộn đều với 3 hoặc 5 kg cát. Từ từ thôi. Bà con tiến hành rắc đều cho một xào bắc bộ là 360 m². Bà con lưu ý, khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cần mang găng tay, quần áo bảo hộ lao động. Khi rắc và phun thuốc trong ruộng, bắt buộc phải có nước, để thuốc hòa tan trong nước, ngấm vào cây, vào đất mới có hiệu quả để trừ sâu bệnh cao. Vâng, xin cảm ơn anh đã giới thiệu cho bà con nông dân về triệu chứng tác hại cũng như là cách phòng và trị loại sâu đục thân hại lúa mùa. Thưa bà con vừa nghe chuyên gia kỹ thuật giới thiệu về sâu đục thân hại lúa mùa. Chị có ý kiến gì hỏi chuyên gia kỹ thuật không ạ? Hiện nay trên đồng ruộng chúng tôi là rất nhiều cái sâu cuốn lá nhỏ, thì muốn hỏi chuyên gia là cách phòng trừ và cách phát hiện của cái sâu cuốn lá nhỏ cuối vụ nó như thế nào? Xin cảm ơn chị. Thưa anh, với câu hỏi của bà con nông dân thì anh có thể giải đáp cho bà con nông dân hiểu về vấn đề này như thế nào ạ? Kính thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, là hiện nay cái sâu cuốn lá lứa 6 đang vụ hóa rất rộ trên đồng, và với mức nhiệt độ rất cao là 5-7 con/m² trưởng thành, và có những chỗ cao là 10-15 con phân bố hầu như trên toàn bộ diện tích. Và với cái mức độ sâu như này thì có thể nói là cái số mà lá mà bị cuốn có thể tới 100% số lá. Nếu như không được phát hiện và phòng trừ thì sẽ có hại cho năng suất rất lớn. Đây là một hiện tượng mà con sâu cuốn lá nó cuốn lên cái lá lúa này. Thì con sâu này thì bà con biết là con bướm nó thì rất nhỏ, màu vàng mà cánh nó có vân ấy, thì nó hay đậu ở dưới cái lá lúa. Thì khi con sâu này nó đẻ trứng rải rác trên cái lá lúa này, và sâu non thì nó nở ra, nó cuốn cái đầu lá lúa này vo lại và nằm trong, nó ăn cái chất màu xanh, để lại cho cái lá màu trắng, những cái bao lá trắng như này, và cái lá lúa nó không có khả năng quang hợp. Hiện nay sâu đang vụ hoa rộ, và chúng tôi đã tính là đến từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 9 trong cái khoảng ấy thì là nó sẽ gây trắng lá cho hàng loạt diện tích. Thế thì bà con là khi ra đồng mà thấy cái đầu lá lúa nó vo thôi, lúc là nó con sâu nó mới làm tổ, nó chưa gây hại, thì với cái mức độ là 10 con đến 20 con trên 1m², tức là có khoảng 3-4 khóm có một con, bởi vì các bạn nuôi chỗ là cái mật độ sâu yêu cầu thấp hơn mà, thì bà con phải tiến hành phòng trừ. Các thuốc mà hiện nay phòng trừ trên thị trường rất nhiều loại. Tôi xin giới thiệu một số loại thuốc như là thuốc Rigan, Riganta, đấy, cái thuốc xin sau, và cái thuốc Anhun. Những thuốc này đều có thể phòng trừ sâu cuốn lá rất tốt. Và bà con nên nhớ rằng cái thuốc này là nó dạng hạt, với một liều là một gói đến 1,5 g trên một xào bắc bộ, tức là 360 m². Thì thuốc này là bà con là khi sử dụng là cắt thuốc ra, xong cho vào cái chai nước như này, lắc cho nó tan hết đều, sau đó còn cho con đổ vào trong cái bình này phun, thì thuốc nó phân bố đều trên một đơn vị diện tích. Và chú ý là phun, là khi phun là cái ruộng lúa phải có nước để cho cây lúa nó khả năng là đề kháng tốt và dẫn thuốc tốt. Nếu như mật độ sâu cao, tức là từ 30 con đến 50 con với cái giai đoạn lúa hiện nay đang chỗ, thì bà con phải phun 2 lần. Phun 1 lần không bảo đảm chết hết sâu, phải phun lần thứ 2 thì mới bảo đảm là diệt hết lượng sâu trên đồng ruộng.
Xin cảm ơn anh. Thưa anh, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng lúc, đúng cách và đúng kỹ thuật cũng là yếu tố quan trọng đúng không ạ? Xin anh giới thiệu cho cái nguyên tắc sử dụng bốn đúng như thế nào? Cảm ơn chị. Đối với thuốc bảo vệ thực vật, đúng là cái nguyên tắc bốn đúng là nguyên tắc xuyên suốt hàng đầu từ đầu đến cuối và có lẽ trong mọi trường hợp. Bởi vì là như vậy thì nó mới tăng hiệu quả của thuốc. Trong cái bảo vệ thực vật ấy, thì chúng tôi nên luôn luôn nhắc nhở và tập huấn cho bà con dùng thuốc bốn đúng. Thứ nhất là phải dùng thuốc, là dùng đúng thuốc, tức là đối tượng nào thì dùng thuốc đấy mà. Chẳng hạn như là sâu cuốn lá thì dùng thuốc trừ sâu cuốn lá, sâu dày dùng thuốc trừ dày, bệnh dùng thuốc trừ bệnh, và các loại đối tượng nào nó chuyên đối tượng đấy. Thứ hai là đúng lúc, tức là khi sâu nó còn tuổi nhỏ và nó mới xuất hiện và bệnh nó chớm thì cái thuốc nó mới có hiệu quả. Đấy. Thứ ba là đúng nồng độ và cái liều lượng, tức là với mỗi một loại thuốc, với một loại đối tượng sử dụng thì các nhà sản xuất người ta đều có cái tính toán sẵn là với một cái lượng nhất định, chẳng hạn như là cái thuốc Angun này là dùng với một gói rưỡi cho một xào là vừa, dùng quá thì lãng phí và ô nhiễm môi trường, mà dùng ít thì không có hiệu lực trừ dịch hại, cho nên là người ta phải đưa ra cái liều lượng nồng độ đúng. Cái đúng thứ tư là đúng kỹ thuật, tức là cái phương pháp giải thuốc nó phải đúng, tức là những thuốc dạng hạt như thuốc diazan đấy là chúng ta phải rắc, những thuốc dạng như này thì chúng ta phải sử dụng là phun đấy. Mà phun làm sao cho cái lượng thuốc nó hạt nó giải đều trên một cái đơn vị diện tích, làm cho nó cái thuốc nó thấm đều trên cái đối tượng dịch hại thì trừ nó mới có hiệu quả. Đấy là bốn đúng, cho nên là trong suốt quá trình sử dụng và bảo vệ thực vật là phải lúc nào phải dùng thuốc bốn đúng. Theo hướng dẫn của chuyên gia kỹ thuật, bà con cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm tình hình sâu bệnh. Những năm qua, bà con nông dân có thói quen dùng nhiều đạm để nâng cao năng suất, và việc bón phân không cân đối hợp lý sẽ làm cho năng suất lúa không tăng mà còn tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển, làm giảm năng suất và hiệu quả kinh tế. Khi thấy sâu bệnh lan rộng, bà con cần dùng thuốc hóa học để diệt trừ, tránh lây lan thành dịch lớn. Bà con cần lưu ý pha thuốc theo đúng liều lượng đã ghi trên bao bì. Khi phun, bà con nên đi xuôi chiều gió, không đi ngược chiều, thuốc sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Bà con cũng cần trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần sử dụng nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ, đúng liều lượng, đúng thời điểm để nâng cao hiệu quả diệt sâu của thuốc. Thưa anh, trong vụ mùa thì còn có một số đối tượng sâu bệnh khác hại lúa mùa đúng không anh? Xin anh giới thiệu cho biết một đối tượng tiếp theo mà có thể gây hại trong những giai đoạn cuối mùa như thế nào ạ? Cảm ơn chị. Đối tượng thứ ba trong vụ mùa chúng tôi giới thiệu là cái dày nâu và dày lưng trắng. Vì là đây là hai loại dày, một loại dày nâu, một loại dày lưng trắng. Hai loại này sống chung với nhau và nó phân bố ở cái gốc lúa như thế này. Hiện nay dày lứa 6 đang nở rộ trên diện rộng và toàn khu vực đồng bằng phía Bắc này, và dày gây hại nặng từ đầu tháng 9, tức là từ khoảng 5 đến khoảng 12 tháng 9 là gây trên diện rộng. Dày sống ở dưới gốc lúa như này, và từ dày non đến dày trưởng thành là trích hút cái nhựa cây, làm cho cây lúa héo nếu bị nhẹ và cháy nếu như mật độ cao. Và bà con thường thấy hiện tượng cháy dày đó là do mật độ dày quá cao, tức là từ khoảng 5.000 đến khoảng 1 vạn, 1 vạn rưỡi, và cá biệt có khi 2 vạn con trên 1 mét vuông, tức là một khóm lúa là có từ 50 con đến 200 con trên một cái khóm lúa như thế này, cho nên là chúng làm cho cây lúa bị bạc. Thì cái cách phát hiện đối tượng này thì là bà con là nên thứ nhất là phải theo dõi cái thông tin và có các cái cơ quan chuyên môn người ta thường xuyên giới thiệu nhắc nhở bà con là hiện nay trên đồng ruộng có những đối tượng gì, thì bà con kiểm tra gốc lúa này, khi dày nó bám vào gốc lúa này từ cái phần trên mặt nước đến trên mặt nước khoảng 15-20 phân này bám vào đi, thì là tập trung vào xung quanh gốc lúa này và trích hút cái nhựa cây làm cho cái lúa héo. Khi bà con phát hiện ra dày với cái mật độ như hiện nay lúa đang chỗ thì bà con ước lượng là khoảng 50 con trên một khóm này là tiến hành xử lý bằng loại thuốc. Thì thuốc từ dày hiện nay có rất nhiều loại
và cũng rất nhiều hiệu quả. Chúng tôi xin giới thiệu một số loại như là thuốc Atara, Bassan, Bassa là những thuốc rất có hiệu quả, thuốc Benanti 40 mg là những thuốc và trừ dày rất có hiệu quả này. Ngoài ra còn rất nhiều loại thuốc khác. Tôi xin giới thiệu với bà con là đây là một trong những loại thuốc trừ dày rất có hiệu quả và đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Đây là thuốc Atara 25 mg lạng hạt và gói 1 gram. Cái thuốc này bà con nên sử dụng như thế này. Đây là lạng hạt, cho nên khi trước khi bà con sử dụng ấy, thì bà con nên pha vào một cái loại dịch mẹ như thế này. Sau đó lắc đều. Bà con nên trước khi cầm gói thuốc là quan sát này, xem hướng dẫn này và xé cái góc gói thuốc. Sau đó đổ vào cái chai xe nước và đậy nắp lại. Nắp đều cho cái thuốc ở trong chai nó tan hết. Sau khi thuốc tan hoàn toàn rồi thì bà con đổ vào cái bình này. Và đổ bình này với cái lượng nước ấy, đủ để phun cho cái diện tích cần phun. Sau khi đổ vào xong rồi, bà con nắp cái bình bơm lại và lắc đều cái bình để cho cái thuốc vừa đổ vào phân bố đều trên cái lượng nước mà mình quy định để phun. Phun 2 bình cho một xào như hiện nay. Và khi phun, bà con chú ý là hạ thấp cái vòi phun xuống và cái thuốc nó trực tiếp vào tác dụng vào dày. Tuy không phải rẽ núa như thuốc bắt xa nhưng cũng phải hạ thấp vòi xuống để cho thuốc tiếp xúc vào con dày nó mới có hiệu quả. Và với cái liều lượng và với cái mật độ dày 50 con một khóm trở lên thì bà con dùng 2 gói pha làm 2 bình cho một xào Bắc Bộ. Và bà con chú ý rằng nếu như cuối vụ mà lúa tốt mà mật độ dày nó quá cao ấy thì bà con có thể hỗn hợp thuốc Bassan và thuốc Atara với một cái liều là một gói Atara cộng với 25 cc thuốc Bassan pha một bình phun cho một xào và cũng phun như là phun Atara là hạ thấp vòi phun xuống để cho cái thuốc nó tiếp xúc vào dày. Một điều chú ý nữa với bà con là đối với thuốc trừ dày trong ruộng lúa bắt buộc phải có nước. Hiện nay là cái vụ mùa ấy, là cuối vụ này bà con thường là sử dụng các cái ruộng lúa để làm cái vụ đông, cho nên là bà con có cái tập quán là hay tháo nước ruộng đi để cho nó khô. Đây là một cái hạn chế nhất trong việc phương pháp trừ sâu nói chung và đặc biệt là trừ dày. Cho nên các bà con phải lưu ý là những ruộng lúa mà có dày bắt buộc bà con phải để nước ruộng để cho khi sử dụng thuốc khoa học nó có giá trị. Nếu như bà con mà tháo cạn nước ấy, thì nó sẽ bị cái ruộng nó khô, cái dưỡng thuốc nó rất kém, cho nên là cái hiệu quả của thuốc nó không có. Cho nên là nhiều khi bà con phun nó sẽ không có hiệu quả. Cho nên là trong cái việc phòng trừ dày này, bà con phải để ruộng có nước cho nó tăng hiệu quả của thuốc lên. Xin cảm ơn anh Hòa đã hướng dẫn cho bà con nông dân cách phòng và trị hiện tượng dày nâu hại lúa. Thưa chị có ý kiến gì hỏi chuyên gia kỹ thuật không ạ? Hiện tại là đồng ruộng rất là nhiều cái bông là lem lép hạt nó đỏ trên cánh đồng, thì bây giờ anh cho chúng em biết là bây giờ phòng trừ bằng cái thuốc gì cho nó hiệu quả hơn. Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa anh Hòa, với câu hỏi của bà con nông dân vừa nêu, anh giới thiệu cho bà con nông dân về hiện tượng lúa bị bệnh như thế nào? Cảm ơn các chị. Đây là chị vừa nói là cái bệnh hiện nay rất phổ biến cho cây lúa ở giai đoạn cuối khi lúa chỗ, đó là bệnh lem lép hạt. Bệnh này là do một tổ hợp các loại nấm gây hại, thì bệnh làm cho cây lúa là cái hiện tượng hạt lúa bị đen trông loang lổ, chỗ đen chỗ vàng và cái hạt bên trong nó bị mục. Đấy. Nếu bị nhẹ thì có thể nói là hạt nó bị mục một phần, nếu bị nặng là hạt có thể mục hết, cho nên là không sử dụng được. Và nếu bị tỷ lệ bệnh cao thì có thể những ruộng lúa không thu hoạch được, hầu như trông không thu hoạch được. Đây là một cái hiện tượng mà rất phổ biến hiện nay, và cái nấm này nó xâm nhập vào cái lúa này rất thuận lợi trong điều kiện thời tiết như thế này, có mưa này, và trước khi lúa chỗ 5 ngày là bắt đầu bệnh nấm có thể xâm nhập vào cây lúa rồi. Cho nên là vấn đề này là bà con phải chủ động trong phòng trừ, phát hiện sớm. Khi mà lúa chuẩn bị chỗ và thấp to chỗ, hiện tượng thời tiết như thế này là bà con là kiểm tra đồng ruộng thấy có những hiện tượng vết, có những hiện tượng trên cái lá như này ít thôi là bà con có thể sử dụng các loại thuốc để trừ cái bệnh này, như thuốc Tinsuber này, thuốc Picoza, thuốc Lativo,
Đấy là loại thuốc rất có hiệu quả để trừ bệnh nấm lo hạt. Tôi xin giới thiệu, đây là một loại thuốc mà hiện nay đang dùng phổ biến nhất cho cái bệnh nấm lo hạt mà rất hiệu quả. Phun thuốc này vào thì không những trừ được cái bệnh nấm lo hạt mà còn làm cho hạt lúa nó sáng, cây lúa nó cứng cây và có khả năng chống các bệnh khác nữa. Với cái liều dùng là một cái gói cốc như thế này, 10cc, bà con pha với 12 lít nước phun cho một xào, phun đều trên mặt cái bông lúa và rất có hiệu quả. Bà con cũng chú ý rằng là tránh tình trạng phun khi lúa đang phơi màu và phun vào lúc mà cái hạt lúa nó phun vào lúc buổi chiều mát hoặc sáng sớm để bảo đảm cho cái hạt lúa nó không bị ảnh hưởng. Một cái điều lưu ý nữa bà con là nếu như trong trường hợp mà bệnh mình nặng ấy, mà thời tiết nó rất xấu ấy, thì bà con phun hai lần, trước chỗ và sau chỗ một tuần bà con phun, dùng thuốc là bà con phun thì bảo đảm là bệnh sẽ sạch tuyệt đối. Theo hướng dẫn của chuyên gia kỹ thuật, bà con phun thuốc tin super vào hai giai đoạn. Giai đoạn 1 lúc lúa sắp trổ bông và giai đoạn 2 phun khi lúa trổ bông từ 5 đến 7 ngày. Hai hoạt chất của thuốc sau khi thấm sâu vào trong cây, một hoạt chất sẽ nằm tại chỗ để bảo vệ chỗ vừa phun, hoạt chất kia sẽ di chuyển để bảo vệ những phần non mọc sau khi phun thuốc. Ngoài ra, thuốc có tác dụng diệt trừ nhiều loại bệnh khác nhau. Để hạn chế ảnh hưởng của bệnh lem lép hạt, bà con cần chú ý các biện pháp như quản lý hạt giống sau khi gieo, loại bỏ các hạt lép lửng biến màu, xử lý hạt giống trước khi gieo, bón đầy đủ và cân đối đạm lân kali, không bón quá nhiều đạm, bón đúng lúc, đúng liều lượng và tùy theo chân ruộng, mùa vụ. Đồng thời, cần phòng trừ phòng bệnh, cỏ dại dày nâu, sâu quấn lá nhỏ, bọ xít hôi, bệnh lúm khô vằn, bệnh vàng lá. Trong việc dùng thuốc, bà con cần nhớ phòng là chính, bởi khi bệnh đã xâm nhập hại lúa thì việc phun và trị bệnh không có hiệu quả. Bệnh lem lép hạt thường gây hại bởi nhiều loại nấm khác nhau, cho nên việc dùng thuốc trừ bệnh có phổ rộng sẽ có hiệu quả phòng trị cao hơn và giảm được số lần phun so với các loại thuốc khác. Thưa chị có ý kiến gì hỏi chuyên gia kỹ thuật về cái hiện tượng sâu bệnh khác mà hại lúa mùa không ạ? Chúng tôi hiện nay đang cấy rất nhiều cái giống lúa lai và cái thuần chủng Trung Quốc. Thế và cứ vào cái vụ mùa là thường có cái hiện tượng là cháy lá hàng loạt. Và về cái cuối vụ từ lúc làm đồng và đến khi chỗ, thế thì đó là cái bệnh gì và cách phòng trừ như thế nào? Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa anh, với câu hỏi của bà con nông dân vừa nêu thì xin anh giải đáp cho bà con nông dân ạ. Câu chuyện đấy là cái bệnh mà chị vừa ấy giới thiệu là cái bệnh bạc lá lúa, bệnh này do một loại vi khuẩn gây lên. Thế thì cái vi khuẩn xâm nhập vào cái lá lúa là qua những cái vết thương mà xây sát trên lá này, qua cái lỗ hở tự nhiên này. Khi cái vi khuẩn nó xâm nhập vào cái lá lúa ấy, thì làm tắc nghẽn cái lá lúa, làm cho nó chết từng phần. Nếu bị nặng có thể chết toàn phần và có thể chết hàng loạt, trông như là cái đánh đồng bị đốt cháy. Thì hiện nay là các giống lúa lai, lúa thuần và giống lúa thơm, lúa nếp là bị nhiễm rất nặng, đặc biệt là những ruộng mà bón thừa đạm, cấy dày và ruộng cạn nước là những điều kiện rất thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại. Và đặc biệt là trong cái điều kiện như là sau những trận mưa dông, gió bão thì là sau trận đến liền ngày hôm sau có thể là cánh đồng trông có thể khác ngay. Đặc biệt là những điều kiện rất thuận lợi cho bệnh phát triển gây hại. Hiện nay thì những cái thuốc đặc trị cho bệnh này là chưa có, nhưng để hạn chế cái bệnh này mà đến mức mà cần thiết thì bà con chú ý một số vấn đề như thế này. Thứ nhất là cái bà con phải giữ đủ nước ruộng cho cái lúa sinh trưởng phát triển, và cái phần cấy thì bà con phải cấy cái mật độ nó đúng như cái nó mật độ nó hợp lý, không cấy dày quá, và bón phân phải bón cân đối đạm lân và kali để cho cái lúa sinh trưởng tốt. Khi có những yếu tố thời tiết và thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại thì bà con dùng có thể một số thuốc để phun phòng như thuốc Starler, thuốc Sasa, Santomit là những thuốc mà phun phòng cho cái bệnh nó không phát triển rộng ra và bảo đảm cho cái lúa đó, cái bộ lá cái lúa khi lúa nó chỗ hoàn toàn. Xin cảm ơn anh Hòa đã giới thiệu cho bà con nông dân. Thưa chị còn ý kiến gì hỏi chuyên gia kỹ thuật về tình hình sâu bệnh hại lúa mùa nữa không ạ?
Em hỏi anh, ý là bây giờ trên cánh đồng chúng em là bây giờ đang diện rộng là bị khô vằn nhiều. Bây giờ chúng em là muốn hỏi các bác là xem bây giờ phòng thuốc gì cho nó đặc trị về cái khô vằn này nhiều trên cánh đồng. Xin cảm ơn chị. Với câu hỏi của bà con nông dân thì xin anh giải đáp về vấn đề này cho bà con nông dân được hiểu rõ. Cảm ơn chị. Là cái hiện tượng mà chị nói là bệnh khô vằn thì hiện nay là lúa mùa ở giai đoạn cuối là hầu như là bị 100% diện tích. Tùy theo mức độ. Mà hiện nay cũng chưa có giống nào kháng cái bệnh khô vằn cả. Đây là hiện tượng bệnh khô vằn này. Bệnh phát triển từ gốc lên ngọn và đến lúc lúa chỗ thì có thể lên tận cổ bông. Đấy, và gây bông lép luôn. Đây là một cái bệnh rất phổ biến và rất thường xuyên. Chúng tôi gọi là bệnh mãn tính. Cho nên là trong cái nhắc nhở chúng tôi cũng không đề cập nhiều, nhưng mà bà con bắt buộc phải trừ. Thì bệnh này do một loại nấm bệnh gây lên. Nấm này là tồn tại trong đất và di chuyển theo cái nguồn nước của ruộng và lây vào cây và lây lên cây. Thì với những điều kiện như này là bà con lưu ý này để phòng bệnh này. Thứ nhất là cấy là các bà con phải cấy nó mật độ hợp lý, cấy thừa hợp lý, bón phân cân đối và không được bón, nhất là đạm không được bón thừa đạm. Đấy. Khi phát hiện thấy bệnh rồi thì bệnh này là thường thường người ta chú ý là giai đoạn lúa có đồng trở đi, nhất là bắt đầu chỗ cho đến khi mà lúa đông sữa là chính. Bệnh này người ta phun 1 đến 2 lần, nếu như bệnh nhẹ thì phun 1 lần trước khi lúa chỗ bằng các loại thuốc đặc hiệu như là tinsuber, vanidacin, vanidamycin, cái thuốc alvin và rất nhiều loại thuốc khác đều có thể trừ bệnh khô vằn rất tốt. Thế thì khi bà con phun ấy, nếu như bệnh khô vằn này mà nó nặng thì bà con phun một đợt nữa thứ hai là sau chỗ 1 tuần là phun tiếp lần thứ hai bằng các loại thuốc trên thì bảo đảm là cây lúa nó sẽ không bị neo của bông và cá đồng, nó được bảo đảm. Thì cũng nên một chú ý là đối với khô vằn đấy là khi sử dụng thuốc là ruộng lúa phải có nước để bảo đảm cho cây lúa nó có khả năng sức đề kháng và dẫn thuốc được tốt. Và khi phun ấy bà con chú ý là phải phun ướt đều các cái vết bệnh, nếu không thuốc tiếp xúc với vết bệnh thì bệnh nó không có hiệu quả, không có hiệu quả để phòng để trừ cái bệnh này. Cho nên bà con chú ý và cứ nhớ là nó là chung một đối các loại đối tượng là khi đi phun ấy là bà con phải mang đầy đủ các cái dụng cụ bảo hộ lao động, khẩu trang này, áo mưa này, kính mũ và găng tay để bảo đảm thuốc không thấm vào người. Xin cảm ơn anh đã có những cái lời khuyến cáo rất cụ thể cho bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, với một số kiến thức mà chuyên gia kỹ thuật vừa giới thiệu với quý vị và bà con, hy vọng bà con sẽ có thêm kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn bà con đã tham gia chương trình của chúng tôi.